Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 8 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những con giáp gặp may mắn trong tháng 8 âm lịch khi nhắc đến không thể không nhắc tới người tuổi Kỷ Mùi. Tử vi học có nói, mỗi một người sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có người từ nhỏ đã có số phú quý, làm gì cũng được đại cát, đại lợi. Nhưng có những mệnh chủ phải bước vào trùng vận thì mới giàu lên được. Việc xem tử vi cho tuổi Kỷ Mùi 1979 tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được những việc có thể xảy ra, việc xấu, việc tốt để từ đó biết cách phát huy và phòng tránh. Phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mùi tháng 8 âm lịch được thực hiện bởi thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Qua lá số tử vi, họ sẽ biết được bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của mình. Xem tử vi của tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ biết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đâu là những dấu mốc quan trọng trong sự thay đổi, sự nghiệp, tình duyên già nợ của quý gia chủ, để từ đó mọi người có thể nắm bắt, xây dựng và phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa, tự tạo nên cơ hội thành công trong cuộc sống. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 8 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 8 âm lịch năm 2021. Ngày tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ sẽ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nhưng mệnh tính tình hiền dịu là mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình, họ thường là người có phúc tướng, vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021, tuổi Kỷ Mùi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Bản mệnh biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương, tiền thưởng không phải là ít. Bản mệnh cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này gia chủ Kỷ Mùi cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Kỷ Mùi tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 8 của tuổi Kỷ Mùi dự đoán rằng những người sinh năm 1979 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội, thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bản mệnh có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu nỗ lực không ngừng, cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm ảnh hưởng, mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai. Cũng không mong chờ được giúp đỡ, bản mệnh sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp, đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc.
May mắn cho tài lộc, bản mệnh sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bản mệnh dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc, tăng năng lực cá nhân sẽ giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Kỷ Mùi rất nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo, cho bản mệnh khoản tích lũy không hề nhỏ. Vì vậy, bản tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người, tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. 13. Về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bản mệnh vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân mình. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bản mệnh tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, hãy thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc, nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ Kỷ Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1979. Bản mệnh có thể phải lòng với ai đó, cần nắm bắt cơ hội. Hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của bản mệnh. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thêm một chuyến đi du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ của bản mệnh với các thành viên. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Kỷ Mùi tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Kỷ Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Kỷ Mùi tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8 tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8 tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8 tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Sương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày kết lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Kỷ Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ át hữu họa,
ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều sẽ gặp những điều không may mắn trong năm. Quê gia chủ Kỷ Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Kỷ Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Mùi 1979 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.